Thưa quý vị và các bạn, với hành trình cả trăm cây số mỗi ngày trên cả đường thủy lẫn đường bộ, công việc tiếp phẩm của Thiếu tá Nguyễn Đình Anh, đồn biên phòng Hương Quang ở huyện Vũ Quang rất thầm lặng, bình dị và đời thường, nhưng lại vô cùng quan trọng ý nghĩa với đồng chí đồng đội. Thiếu tá Nguyễn Đình Anh, nhân viên đội phòng chống tội phạm và ma túy của đồn biên phòng Hương Quang và anh còn là người lính tiếp phẩm của đơn vị, nên bao giờ anh cũng đến chợ từ sớm để lựa chọn được thực phẩm tươi, ngon, chuẩn bị bữa ăn trong ngày cho toàn đơn vị. Hơn 10 năm trong quân ngũ thì cũng ngần ấy thời gian anh gắn bó với công việc này. Đơn vị anh đóng chân ở sâu trong lòng vườn quốc gia Vũ Quang. Bốn bề là đại ngàn, cách trung tâm huyện lỵ gần 50 km. Địa hình hiểm trở, đường xá đi lại khó khăn. Về đến nhà bếp, đã quá nửa buổi sáng. Lúc này anh lại cùng đồng đội lên thực đơn, chế biến bữa ăn. Hạnh phúc của người lính tiếp phẩm Nguyễn Đình Anh là chế biến được những bữa cơm ngon. Bộ đội có sức khỏe thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Ăn uống dọn dẹp xong, tạm nghỉ ngơi buổi trưa, anh lại dậy để cùng các chiến sĩ nuôi quân tăng gia sản xuất, trồng thêm rau sạch và thực hiện một số nhiệm vụ tại đơn vị. 17 giờ chiều, anh tiếp tục hành trình trở ra khỏi lòng hồ trên cung đường quen thuộc. Và trên chặng đường ấy, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Răng tắt mày. Mày bị trục trặc cái gì đây nhé? Nó nổ ra. Đúng rồi, để em kiểm tra lại. Hỏng chí đó. Bị tắt xăng anh ạ. Vẫn nổ à? Dạ, chứ được anh. Vẫn nổ à? Dạ. Ôi, bao kẻ em ra đoàn với. Đại kẻ em ra đoàn với. Thuyên hữu đây. Đi ra. Đi ra, đi ra đây nhé. Ra biển. Ra biển. Cũng gặp thuyền này tả nhỏ cơ đây. À, biển đó đó phải anh? Dạ, biển, biển đây đó. Sáng nay, tổ chức treo cờ buổi sáng. Trong tháng 8, thì nhiều gương điển hình tiên tiến nổi lên. Đặc biệt điển hình, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đình Anh, nhân viên đội phòng chống ma túy và tội phạm. Trong tháng vừa qua, ngoài cái nhiệm vụ chuyên môn, về cùng với đội đấu tranh hiệu quả hai chuyên án vụ án, xử lý hai vụ việc vi phạm hành chính, để đồng chí có thực hiện các cái nhiệm vụ cho đơn vị làm tiếp tế tiếp phẩm để đảm bảo chất lượng bữa ăn, đảm bảo đời sống cho anh em. Với cái kết quả nổi bật thì đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng kết quả của ta và đồng chí Nguyễn Đình Anh được nhận. Gần 13 năm công tác trên tuyến biên giới Việt-Lào thì có đến 10 năm anh được giao làm nhiệm vụ tiếp phẩm, nuôi quân cho đơn vị. Anh chia sẻ, đơn vị đóng quân xa khu dân cư, địa hình trắc trở, đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Các hoạt động tăng gia chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu, nên tôi phải làm nhiệm vụ tiếp phẩm hàng ngày. Với nhiệm vụ được giao, tôi đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cho đồng đội có những bữa cơm ngon miệng, đầy đủ dưỡng chất, an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe, tăng sức chiến đấu. Thì để đảm bảo được cái bữa ăn cho đảm bảo thì bản thân thì cũng phải đi sớm để lựa chọn những cái lương thực thực phẩm tươi để đảm bảo cho anh em đơn vị ăn uống đảm bảo về sức khỏe. Thiếu tá Nguyễn Đình Anh sinh năm 1985 trong một gia đình có bố là quân nhân ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang. Từ nhỏ anh đã mơ ước sau này được khoác lên mình bộ quân phục lính biên phòng, nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tình nguyện nhập ngũ. Nhờ phấn đấu tốt, huấn luyện giỏi, anh được cử đi học ở trường trung cấp biên phòng ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Năm 2006 ra trường, anh được biên chế về đồn biên phòng Chiêu Riêu thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. Từ năm 2010 đến nay, anh được điều động về đồn biên phòng Hương Quang là nhân viên đội phòng chống tội phạm và ma túy, kiêm tiếp phẩm. Cái vất vả đó thì cùng bản thân cũng kêu ca với cả, cùng cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của đơn vị giao.
Cùng với nhiệm vụ tiếp phẩm, nuôi quân, Thiếu tá Anh cũng luôn phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất được giao. Anh cùng đồng đội tham gia tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Anh còn kiêm thêm nhiệm vụ đưa đón khách vào thăm, kiểm tra đơn vị và chở bộ đội ra vào địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trên cung đường tiếp phẩm, anh cũng kết hợp trinh sát, kiểm tra, kiểm soát tình hình người ra vào khu vực biên giới. Với sự nỗ lực cống hiến đó, Thiếu tá Nguyễn Đình Anh đã được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, đồng đội quý mến. Với cái kết quả nổi bật, trong 10 năm qua, anh liên tục được xếp loại chiến sĩ thi đua cơ sở 5 lần, xếp loại chiến sĩ tiên tiến 5 lần và nhiều lần được khen thưởng khác. Đồng chí Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đình Anh, nhân viên phòng chống ma túy tội phạm, trong những năm qua, đồng chí nỗ lực phấn đấu rất tốt, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực tốt, đặc biệt là trong đấu tranh các chuyên án, vụ án cùng với đội phòng chống ma túy tội phạm. Không chỉ là người cán bộ biên phòng tốt, anh còn là người chồng, người cha mẫu mực, người công dân gương mẫu ở địa phương, luôn giúp đỡ động viên để vợ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cô giáo dạy trẻ, tham gia đầy đủ các nghĩa vụ tại thôn xóm, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và luôn được mọi người tin yêu, quý mến.